Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Tâm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Chào Tâm. Dạ em chào anh Tấn và con chào cô chú em bây dạng toàn quốc. Hôm nay con có về 41 phôi bây giờ Thủ Đức bông từ 5 tới 12 cánh, xin được giao lưu cùng cô chú anh chị. Số điện thoại con là 0328289038 cũng là số Zalo của con. Hình thức của con là bao sóng bao ship toàn quốc. Rồi. Cô vô cây đầu tiên. Mã số đầu tiên, mã số mình đánh sao đây em? Dạ 1B anh. 1B có một cặp ha. Dạ, cao 48. Cao 38. Dạ hoành 13 rưỡi. Dạ hoành 13 rưỡi luôn. Rồi, xe luôn. Cũng đế luôn quý vị ơi, quý vị em nghe kỹ đế em này cái ha. Dạ mã 1B em giao lưu 260. 260 rồi xuống cây. Rồi mã số 2B. 2B. Cũng là một cặp luôn nhưng quý vị. Dạ cao 38, cao 32. Rồi, hoành luôn. Dạ hoành 14. Hoành 14 luôn. Rồi 2 14 hoành hết ha. Dạ quý vị. Dạ mã 2B em vô lưu 260. Rồi xuống cây. 3B. Rồi 3B. Cao 54. Cao 42. Hoành 12 rưỡi. Dạ hoành 15 rưỡi. Rồi xây luôn. Rồi xuống đế cái quý vị. Để có cũ để những đẹp mắt qua đây. Dạ mã 3B em vô lưu 260. Rồi xuống cây. 4B. Cao 39. 38. Rồi cái hoành luôn. Dạ hoành 14 rưỡi. Rồi em bên kia. Dạ 13. Rồi xây luôn. Rồi để luôn rồi quý vị. Dạ 4B này em vô lưu 260. Rồi xuống cây. 5B. Rồi 5B. Cao 47. 46. Hoành 16. Rồi em bên đây. Hoành 15. Rồi xây luôn. Rồi để luôn quý vị ơi. Dạ 5B này em vô lưu 250. Rồi xuống cây. 6B. Cao 50. Cao 47. Dạ hoành 10 rưỡi. Hoành 12. Rồi xây luôn. Rồi để luôn quý vị ơi. Để đây. Dạ 6B em vô lưu 250. Rồi xuống cây. 7B. 7B. Cao 50. Cao 44. Dạ hoành 11 rưỡi. Dạ hoành 12. Rồi để luôn. Dạ 7B em vô lưu 250. Rồi xuống cây. 8B. Cao 44. Cái này 43. Hoành 11. Hoành 13 rưỡi. Rồi xây luôn. Dán giống ha. Để cũng giống nè. Dạ 8B em vô lưu 250. Rồi xuống cây. 9B. 9B. Cao 41. Cao 54. Hoành 13. Hoành 14. Rồi xây luôn. Để con lực quá nè. Dạ 9B em giao lưu 250. Rồi 250. Rồi xuống cây 10B. Rồi 10B. Cao 44. Hoành 14 rưỡi. Rồi xây luôn. Rồi xuống đế luôn rồi quý vị. Dạ 10B em vô luôn 160. Rồi xuống cây 11B. Dạ cao 33. Dạ hoành 13. Để quý vị. Dạ 11B em giao lưu 130. Rồi xuống cây 12. 12B. Rồi chiều cao luôn. Cao 50. Dạ hoành 15. Rồi xe luôn 15 hoành nha quý vị. Rồi để luôn. Dạ 12B em giao lưu 160. Rồi xuống cây 13B. 13B. Cao 39. Dạ hoành 15 rưỡi. Rồi xây luôn. Để luôn quý vị. Để nhìn cũng đẹp quá nè. Dạ 13B em giao lưu 180. Rồi xuống cây 14B. Rồi chiều cao luôn. Dạ cao 38. Dạ hoành 12. Rồi xây luôn. Rồi củ đế đây quý vị. Dạ 14B em giao lưu 200. Rồi xuống cây 15B. Rồi chiều cao luôn. Cao 42. Hoành 12. Rồi xây luôn. Để luôn. Dạ 15B em giao lưu 160. Rồi xuống cây 16B. Rồi 16B. Rồi chiều cao luôn. Cao 51. Dạ hoành 14 rưỡi. Rồi xây luôn 14 rưỡi hoành. Mình nghe kỹ đế nha. Dạ 16B em luôn 150. Rồi xuống cây 150. 17B. Rồi 17B. Cao luôn. Cao 41. Cái hoành. Dạ hoành 14. Rồi xây luôn. Đấy luôn quý vị. Dạ 17B em luôn 150. Rồi xuống cây 18B. Cao 37. Hoành 13 rưỡi. Rồi xây luôn. Để lực quá ha. Dạ 18B em giao luôn 160. Rồi xuống cây 19B. Rồi 19B. Chiều cao. Cao 32. Dạ hoành 15. Rồi xây luôn. Rồi để luôn quý vị. Dạ 19B em luôn 150. Rồi xuống cây 20B. Cao 46. Hoành 14 rưỡi. Rồi 14 rưỡi hoành. Để luôn quý vị ơi. Đấy cũng còn bự bự nè. Dạ 20B em giao luôn 150. Rồi xuống cây 21B. Cao 52. Dạ hoành 17. Rồi xây luôn 17 hoành. Để luôn quý vị. Dạ 21B em giao luôn 200. Rồi xuống cây 22B. Rồi chiều cao cao 51, quanh 14 rưỡi. Rồi xây luôn, tay cành cũng đẹp đấy ha. Rồi để luôn. Dạ 22 bm Zalo 180. Rồi xuống cây 23B. Rồi chiều cao, cao 51, giá quanh 14. Rồi xây luôn, 14 quanh. Rồi để luôn. Dạ 23B Zalo 140. Rồi xuống cây 24B. Rồi chiều cao luôn, chiều cao 33. Rồi cái hoành, dạ hoành 14. Rồi 14 của anh. Dạ 24 bm giao lưu 140. Rồi xuống cây 25B, cao 30, dạ hoành 14. Để ra quý vị. Dạ 25B giao lưu 150. Rồi xuống cây 26B, cao 46, quanh 13 rưỡi. Rồi xây luôn, 13 rưỡi quanh. Để quý vị ơi, hết luôn, quanh kia luôn. Dạ 26B giao lưu 130. Rồi xuống cây 27B, dạ cao 27, hoành 13 rưỡi. Rồi dạ 27B mê luôn 150. Rồi xuống cây 28B, cao 46, hoành 14. Rồi 14 hoành này đến hôm cộng để chia cũng đều đây ha. Dạ 28B vô luôn 140. Rồi xuống cây 29B. Rồi chiều cao luôn, dạ cao 43, dạ hoành 14 rưỡi. Rồi xây luôn, dán thú đây, nguyên con thú luôn. Dạ 29B giao lưu 180. Rồi xuống cây 30B. Rồi 30B, cao 50, quanh 15 rưỡi. Rồi xây luôn. Rồi xuống đế luôn những cái gì. Dạ 30B giao lưu 150. Rồi xuống cây 31B. Rồi 31B, cao 27, hoành 12 rưỡi. Rồi xây luôn. Dạ 31B giao lưu 130. Rồi xuống cây 32B, cao 35, hoành 11. Rồi xây luôn, 11 hoành. Dạ 32B em giao luôn 150. Rồi xuống cây 33B. Rồi chiều cao luôn, cao 47, hoành 13 rưỡi. Rồi xây luôn, để luôn nè quý vị. Dạ 33B em vô luôn 130. Rồi xuống cây 34B, cao 29, hoành 13. Để cộng bự luôn ha. Dạ 34B em vô luôn 130. Rồi xuống cây 35B, cao 32, Hoành 13 rưỡi. Rồi xây luôn. Dạ 35 b vô luôn 150. Rồi xuống cây 36 b. Cao 61, hoành 14. Rồi xây luôn. Hai cạnh cũng đều đây ha. Rồi xuống đế luôn. Nghe kỹ nha quý vị. Đế này cũng viền đế quá nè. Dạ 36 bên luôn 180. Rồi xuống cây. Okay. 37B. Rồi 37B. Cao 48. Hoành 15. Rồi xây luôn. Rồi xuống đế luôn quý vị. Dạ 37B vô luôn 150. Rồi xuống cây. 38B. Rồi 38B. Rồi cao luôn. Cao 45. Và hoành 12. Rồi xây luôn 12 hoành. Dạ 38B vô luôn 150. Rồi xuống cây. 39B. 39B. Cao 47. Hoành 14. Rồi xây luôn 14 hoành. Để luôn quý vị. Dạ 39B em giao luôn 150. Rồi xuống cây. 40B. Rồi chiều cao. Cao 54. Cái hoành. Và hoành 14. Hoành 14. 14 hoành. Cái còng bự bự nè. Dạ 40 bên giao luôn 160. Rồi xuống cây. 41B. Cao 33. Hoành 12 rưỡi. Rồi xây luôn. Xìu để. Dạ 41B em giao luôn 150. Rồi xuống cây. 42B. Cao 37. Hoành 16. Rồi xây luôn. Dạ 42B em vô luôn 170. Rồi xuống cây. 43B. Cao 46. Hoành 14 rưỡi. Rồi 14 rưỡi hoành. Để đây rồi quý vị. 43B em giao luôn 160. Rồi xuống cây. 44B. Rồi chiều cao luôn. Cao 57. Hoành 14. Rồi xây luôn. Để luôn nào quý vị. Dạ 44B em giao luôn 130. Rồi xuống cây. 45B cuối clip. Cao 46. Hoành 13 rưỡi. Rồi 13 rưỡi hoành. Để luôn quý vị ơi. Dạ 45B em giao luôn 160. Rồi cuối clip giờ là Dương Thanh Tâm. Dạ con mong cô chú xem hết clip ủng hộ cho con. Xin cảm ơn. Rồi xin chào hẹn gặp lại quý vị clip sau.